Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Anh ta tên là Bartimê, con ông Timê. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin dụ lòng thương tôi. Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: Lạy con vua David, xin dụ lòng thương tôi. Đức Giêsu đứng lại và nói: Gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo: Cứ yên tâm, đứng dậy, người gọi anh đấy. Anh mù liền vứt áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp: Thưa thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Người nói: Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Jericho về khía cạnh địa lý là một thành phố cổ xưa nhất. Nó có khoảng vào năm 7.800 năm trước Chúa Giáng sinh, và cũng là thành duy nhất ở trên thành phố có con người cư trú ở đó lâu nhất, và cũng là một thành phố thấp nhất thế giới, bởi vì thành phố Jericho thấp hơn mực nước biển, dưới mặt nước biển là 250 mét. Còn về kinh thánh, Jericho nhắc chúng ta nhớ lại câu chuyện khi dân Do Thái tiến về đất hứa, và nhất là khi tiến qua sông Jordan thì đã chiếm thành Jericho này dưới sự hướng dẫn của ông Giô-suê. Còn theo tiếng của Do Thái thì Jericho có nghĩa là thành phố mặt trăng. Điều này có thể gợi nhớ đến ở cái thành phố đó người ta thờ một vị thần của bóng đêm, của buổi tối. Và thật tuyệt vời khi Thánh Marco đặt câu chuyện này ở trình thuật khi Chúa Giêsu đến thành Jericho và người đang trên con đường đi lên Jerusalem. Jericho, nơi thờ vị thần của bóng tối, thì Chúa Giêsu làm phép lạ cho một người mù nhìn thấy. Điều đấy muốn nói rằng Chúa Giêsu là ánh sáng của trần gian, ánh sáng đến để soi chiếu cho quý ông bà anh chị em, đưa chúng ta ra khỏi tối tăm của tội lỗi và sự chết. Ai đến với Đức Kitô thì người đó đi trong ánh sáng, và Ngài đã làm cho người mù được sáng mắt. Và con đường từ Jericho lên Jerusalem thì khoảng độ 30 cây số, một đoạn đường đi trong một ngày. Và như ta biết, đây là chuyến Chúa Giêsu lên Jerusalem, và nơi đó Ngài được đón chào, được tung hô là con vua David, khi mà người ta rải áo rồi cầm lá để tung hô. Nhưng cũng nơi đó Chúa Giêsu giữa bữa tiệc ly, rồi Ngài bước vào cuộc khổ nạn và phục sinh. Khi Chúa Giêsu làm phép lạ cho người mù được thấy, điều đó Chúa muốn cho các môn đệ và cách riêng dân chúng đang đi theo Ngài được mở con mắt tâm hồn, để nhận ra Ngài là Đức Mê-si-a đứng đến để giải thoát dân của mình khỏi tội lỗi. Nhưng có một nghịch lý: giữa một đám đông theo Chúa Giêsu như thế, và kể cả các môn đệ nữa, thì không ai nhận ra Chúa là Đức Mê-si-a. Chỉ duy nhất một người mù. Anh ta mù mà anh ta lại nhận ra đó là con Thiên Chúa, và đã kêu xin Ngài cứu chữa mình. Các môn đệ đi theo thầy của mình hình như mắt thì sáng nhưng lòng thì rất tối, và một khía cạnh nào đó các ông đang là những người mù.
Cũng anh chị em nhớ lại tin mừng trong những Chúa Nhật vừa rồi, trong hơn một tháng này. Nơi đó Chúa Giêsu mời gọi ai muốn theo Chúa thì phải từ bỏ chính mình, hy sinh mạng sống. Ai muốn theo Chúa thì phải trở thành người nhỏ nhất để phục vụ. Ai muốn theo Chúa thì người đó phải từ bỏ tội lỗi bằng cách móc mắt, chặt tay, chặt chân để đừng phạm tội. Người môn đệ theo Chúa là người phải sống anh hùng ở trong đời sống gia đình, tức là không được ly dị. Người đi theo Chúa là nơi đó Chúa mời gọi phải uống chén đắng, phải chịu phép thanh tẩy và trở thành người sau cùng để phục vụ người khác. Thế nhưng ta thấy hình như các môn đệ chẳng hiểu điều này. Các ông toàn là những người mù. Bởi vì nơi đó khi mà Chúa Giêsu loan báo cuộc thương khó của Ngài thì các môn đệ đang tranh giành nhau ai là lớn, ai là nhỏ. Nếu câu hỏi Chúa Giêsu hỏi anh mù, anh muốn tôi làm gì cho anh, thì cũng câu hỏi đó tuần Chúa Nhật vừa rồi Chúa đã hỏi hai môn đệ thân tín nhất, đó là Giacôbê và Gioan. Các anh muốn tôi làm gì cho các anh? Hai ông ấy đã xin cái gì? Cho ngồi bên tả và bên hữu. Hai ông ấy nhìn Chúa Giêsu là như một người đến để giải phóng dân Do Thái khỏi ách nô lệ của người Roma. Và khi Chúa Giêsu làm vua thì hai ông này sẽ được một chức vụ nào đó. Nhưng môn đệ đi theo thầy của mình nhưng vẫn rất xác thịt, rất con người, chỉ bám víu những gì ở trần gian này. Đang khi một người mù lại xin cách khác cho con được thấy. Cái thấy ở đây không phải là chỉ nhìn bằng con mắt của mình, mà cái thấy ấy là được gặp gỡ con Thiên Chúa. Và đoạn kết tin mừng, anh ta đã trở thành gương mẫu cho các môn đệ và cũng là gương mẫu cho chúng ta. Đi trên con đường người đi. Con đường nào? Con đường Chúa Giêsu đang tiến về Jerusalem và nơi đó Ngài chấp nhận chết để cứu độ nhân loại. Khi Chúa Giêsu nói với anh người mù, và trong tin mừng nói rõ có anh ta là Bartimê, chỉ có Marco nói anh ta có tên này thôi, nêu rõ đích danh như thế. Điều đó không phải ngẫu nhiên, nhưng điều ấy cũng muốn nói với chúng ta rằng Chúa biết rõ từng người trong chúng ta, và ngay trong thánh lễ này Chúa gọi từng người chúng ta đến với Chúa. Chúng ta có dám đứng dậy như người mù không, để chạy đến với Chúa không, để chúng ta có thể thấy không? Khi người mù nghe nói rằng là Chúa Giêsu gọi, anh ta đứng phắt dậy, vứt cái áo choàng và đến với Chúa Giêsu. Lúc ấy anh ta vẫn đang trong tình trạng mù. Một bước đi của đức tin. Điều mà Chúa Giêsu đã thất bại trước anh thanh niên giàu có, anh ta cũng đến nói với Chúa Giêsu: tôi phải làm gì để được sống đời đời? Chúa nói với anh ta: về bán hết của cải đi cho người nghèo rồi đến theo ta. Anh thanh niên đã buồn rầu bỏ đi. Đang khi người mù này, anh ta dám bỏ tất cả. Ta nói là vứt cái áo choàng, cái áo bề ngoài. Có thể đối với người Việt Nam chúng ta hôm nay, ta vứt một áo này, ta về nhà trong tụ của ta còn đầy áo, nó không vấn đề. Nhưng đối với người Do Thái ngày xưa, cái áo ngoài rất quan trọng. Đối với người mù, cái áo ấy là có thể đựng thức ăn khi mình xin được. Và ban đêm trời lạnh, cái áo ấy là cái bảo vệ sự sống của mình, như một cái chăn. Nếu đi trong sa mạc cát, cái áo có thể trùm lại để mình không bị ngộp khi cát bám vào người của mình. Vứt cái áo choàng có nghĩa là không bám víu một thứ gì nữa hết. Anh ta đã có một niềm tin thật lớn. Tôi quay lại một tí cái câu hỏi mà Chúa Giêsu nói với người mù: anh muốn tôi làm gì? Rồi cũng câu nói ấy đã nói với hai môn đệ của mình. Và nếu hôm nay Chúa Giêsu cũng đến đây và hỏi chúng ta: ông, bà, anh chị em, muốn tôi làm cái gì? Không biết ta sẽ xin Chúa cái gì đây? Nếu ai đó vừa mua vé số thì thế nào cũng xin cho con trúng số. Nếu ai đó đang làm ăn thất bại, xin cho con làm ăn cho nó tốt hơn, cho con được phỏng vấn, đủ thứ chuyện hết. Thưa, tất cả những cái đó không phải là cái xấu. Nhưng nếu như những gì chúng ta xin cũng giống như hai môn đệ, chỉ ở trần gian thôi, thì uổng quá. Và nói một cách nào đó, chúng ta đang
là người mù. Dân chúng và môn đệ đi theo, nhưng chỉ riêng một người mù đã được nhìn thấy chính Chúa. Và rồi anh ta đã kêu lên: lạy con vua David, xin cứu lấy tôi. Cái lời ấy giáo hội đặt để nơi môi miệng chúng ta ngay đầu lễ. Chúng ta kêu lên 3 lần: xin Chúa thương xót con, xin Chúa Kitô thương xót con, và xin Chúa thương xót con. Lời cầu nguyện của người tội lỗi, lời cầu nguyện và kêu van của những con người đang đứng trong bóng tối của tội lỗi, kêu lên với Chúa Giêsu là sự sống, để nơi đó Ngài giải thoát. Anh ta kêu với Chúa thì bên cạnh ấy đã có những người bắt anh ta im đi, mày làm loạn, không được nói. Cuộc sống ngày hôm nay cũng thế, sẽ có những lúc chúng ta nhân danh điều này, nhân danh điều kia để bịt miệng người khác, không cho người ta nói và không muốn người ta nói. Và lắm lúc có thể người ta nói một đường, mình xuyên tạc ra một nẻo. Về cuộc sống ngày hôm nay, thưa quý bà anh chị em, chúng ta ở đây không ai mắt mờ hết, không ai mù hết, chúng ta đều mắt sáng. Nhưng nếu nhìn khía cạnh thiêng liêng thì có thể tất cả chúng ta đang là những người mù. Bởi vì chúng ta không thể nghĩ rằng cái mù nó chỉ nằm ở con mắt mà thôi, nhưng nơi chúng ta còn có những cái mù khác nữa. Và người ta nói rằng để nhìn thấy rõ, chỉ có một cặp mắt sáng thôi thì chưa đủ. Bởi vì thói ích kỷ làm cho chúng ta mù, không nhìn thấy những nhu cầu của người khác. Tính không nhạy cảm làm chúng ta bị mù trước những vết thương mà chúng ta đang gây ra cho người khác. Vết thương ấy có thể nằm ngay trong gia đình của mình, thưa quý ông bà anh chị em. Tính kiêu ngạo làm cho chúng ta mù, không thấy được tội lỗi của mình. Thành kiến làm cho chúng ta bị mù trước sự thật. Lối sống hối hả làm cho chúng ta bị mù vì không thấy cảnh đẹp ở xung quanh. Vật chất làm cho chúng ta bị mù với những giá trị tinh thần. Sự nông cạn làm chúng ta bị mù, không nhìn thấy những giá trị đích thực của con người, và gây ra nơi chúng ta những xét đoán bên ngoài. Vậy thì cái mù ấy không chỉ nằm ở cặp mắt. Có những người có thể mắt đang rất sáng, nhưng có thể đang trong bóng tối. Chúng ta có con mắt để làm duyên, liếc ngang liếc dọc. Chúng ta có con mắt để đếm tiền, có con mắt để mua sắm. Nhưng nơi con mắt ấy có thể cũng chứa chấp biết bao nhiêu tham lam, biết bao nhiêu tội lỗi. Đã có nhiều người rất chăm chút cho đôi mắt của mình được đẹp ở bên ngoài, nhưng quên mất tâm hồn của mình thì rất tối tăm. Vậy mắt sáng mà lòng tối thì nào ích gì? Mắt đẹp mà lòng xấu thì nào được gì? Chúa muốn chúng ta không chỉ là sáng mắt mà còn phải sáng cả lòng nữa. Mới đây chắc các bạn chị em ai cũng biết, khi người ta đưa ra cái tham khảo để xem ai đang làm việc tốt và ai đang làm việc không tốt, nhiều người nhận ra nơi đó nó không đúng, sai. Thế nhưng đương sự thì hình như có mắt mà như mù hay sao đó, và coi đó như là để tôi quyết tâm hơn, để tôi làm tốt hơn. Cái lạ là thế. Tại sao bao nhiêu người được học, được chọn, đặt vào những cương vị nào đó để thi hành những công việc của mình thì lại không làm? Mà tại sao lại phải nói rằng là ai tố cáo tham nhũng thì được 1 triệu, 2 triệu hay 10 triệu? Thế thì những người được bỏ tiền ra học, ăn lương của dân như thế, sống làm cái gì? Không thấy à? Rồi cũng là cái là những người có bằng cấp, có quyền hành thì lại không thấy những cái sai, cái sót, mà chỉ là dân thấy cái chỗ này bị sai, chỗ kia bị hỏng, chỗ nọ bị bớt đi bớt lại. Mà đang khi những người đúng quyền hành của mình thì có mắt đó sáng lắm, mà chỉ nhìn thấy tiền thôi, còn bao nhiêu sự chẳng thấy. Và vì vậy mà chúng ta được mời gọi rằng chúng ta không chỉ nhìn bằng đôi mắt,
chúng ta còn có thể nhìn thấy bằng trí óc, bằng tinh thần và trí tưởng tượng nữa. Một đầu óc hẹp hòi, một tâm hồn nhỏ mọn, một trí tưởng tượng nghèo nàn, tất cả đều dẫn chúng ta đến cái nhìn thiếu sót, làm đen tối cuộc sống và làm cho thế giới bị thu hẹp lại. Và người ta nói rằng thảm kịch lớn nhất không phải là bị mù từ bẩm sinh, mà là vẫn có mắt nhưng không nhìn thấy được. Nhưng lại có một tình trạng tệ hại hơn, đó là có những người có mắt mà lại không muốn nhìn hoặc cố tình nhìn sai. Và vì thế Chúa Giêsu Ngài cũng đã than với dân Do Thái ngày xưa, và có thể biết đâu hôm nay Chúa cũng đang nói với chúng ta. Tâm hồn họ đã ra chai đá bởi vì họ nghe mà không hiểu, nhìn mà không thấy. Và vì vậy, nếu như chúng ta có mắt mà chúng ta không nhìn những cái nên nhìn thì uổng biết là chừng nào. Chúng ta nhìn mà không hiểu những điều muốn hiểu thì càng tệ biết là bao nhiêu. Và vì thế chúng ta hãy xin Chúa đến với mình, hãy kêu lên như người mù vậy, để xin Chúa đụng chạm, để Chúa có cho chúng ta được mở mắt lòng của mình ra, để chúng ta có thể thấy Chúa và thấy anh chị em của mình. Ôi lạy Chúa, mở cho con đôi mắt thấy tình yêu kỳ diệu Chúa khắp nơi. Con mù lòa bên vệ đường hành khất, xin chữa con để nhìn thấy nhan Ngài. Cúi lạy Ngài cho tai con nghe rõ tiếng tha nhân cầu khẩn lượng hại hà. Họ khổ đau, họ kêu gào than thở, đừng để con cứ giả điếc làm ngơ. Cúi lạy Ngài xin mở rộng tay con, luôn nắm lại giữ khư khư tất cả. Trước cửa nhà có người nghèo đói lạ, xin dạy con biết chia sẻ vui lòng. Cúi lạy Ngài cho chân con vững chãi, để tiến lên dẫu đường xá hiểm nguy. Nguyện theo Ngài thập giá đâu quản ngại, Chúa cầm tay mà dẫn bước con đi. Cúi lạy Ngài giữ lòng con tin tưởng, mặc ai bảo Chúa đã chết đâu còn. Khi chiều về gánh thời gian nắng chịu, xin dừng chân ở lại với con luôn. Xin Chúa đến với chúng ta, mở mắt tâm hồn, mở mắt linh hồn, để ta có thể nhìn thấy Chúa và nhìn thấy anh chị em của mình.